Học bạn này chẳng có năng miên cho sầm đồ năng chuôn tới speaker bằng dưới nông ca bọc sài. Nhóm khơi miền nhà xua bà đào ấy tăng vì bổng chẳng có mọi khát phê nhóm chập bà đào xong chlòi thầm đùa ôm nẹ có xua tha ta ca rung phết nhật nhu học phê rư có rửa phê dũ miền hoa bạc bò cập bình prostat rư ọt tê định nhóm bàn phê dân mình chẳng hai chỉ quạt miền ca chó tẹt tôn chỉ ngồi nâng cập bình prostat cứ cập bình phết bỏ bộ đó tam thông ở đá ở miền ca sắc xa na tha bởi dương rung phết trả ơn vì ách bạc bò rồi có thừa miền phía rồi miền chỉ người gặp bình phương xa thì thông mê chẳng nhưng khơi quận mà nhưng mà đừng tham mà chứ bình thường nhưng cực thật còn phải chỉ không mê đi chẳng nhưng cực thật ở miền bành hai thì chẳng cả rung phết mấy cái đó có nhưng cực thật ở miền bạc bò đó chỉ người gặp bình phương xa thì thông như này ở miền ca bị bọt tới chỉ người gặp bình phương xa thì thông như này. Sở mình nua tí phí tẹo tông chú mùi nâng topi chú ngự thân thuộc load screen chụp chụp có xua tha cao có bình prostat hao thì tha ai hợp nha nam chia ba có bình prostat ba nọ tê nói cứ bàn nơi xa thì dương dây bị cá cao có bình prostat dương cao dương mẹn đỏ cao vô sạch cặp bình phô sản tiếng ọt thì cặp bình phô sản bộ phim tiếp tới đôi chầm phải cổ một chân dương ca cao ca bè cắt thì chọn dương cao dương tục nơi sổ tố cái hai sổ ông biết cứ môi có sạch cặp bình phô sản nơi nơi miền chẳng bàn nhạc khác cột cao cặp bình phô sản mà thập trăm chân môn này chẳng ai trăm chân môi chân nhạc khác anh miền miền phía rồi nhưng mẹn dưới tiếng ọt anh miền thà phô sản ai lịch thông mình chẳng ba không cả đấy còn cầu hai còn nơi miền ruột gì nha còn ai vừa về Việt Nam đang bàn một mình chẳng cả về cắt mình thả lõi mình thấy còn thả chừng người có bên prostate đi thông mà dương nơi tầm miền hormone phết bỏ đó testosterone chẳng phía rối nơi tầm miền ca miền ca lụt loa của bên prostate một mình chẳng trả lời cứ ai vừa về bàn rồi sao tại bây giờ tập hiệp thứ năm chỉ người bên post đi thông đấy cứ dương thì mỗi cứ việc bài pleasure thì việc vừa ao sạch đồng prostate sạch đồng lỏng nôm sạch đồng pleasure bùng nôm ngang cài đứng việc bài chẳng dương cặp và thôi được xây nhà bởi còn miền cao của bạn nôm chẳng những chẳng nói cứ nơi prostate bàn thì bấy tràn thông sừng nôm có ao chuối bị chẹt tẹt tông chỉ mùi nắng ruột xây nhà rồi bò prostate BPH chỉ mùi nâng urinary retention tôi nhìn mời ta lươn tí ta nào bạn này mình chạm vào đoán tiết nơi là cả rạc khó khăn này BPH nâng acute urinary retention nhưng mà chạm mình hãy tạ tôn chỉ mùi nâng lít gọi lower urinary tract sang tốm anh miên chìa càng sẽ tự nôm bộ phải mai máu cứ acute urinary tension nó cứ nôm mặt chân tại mặt đó chẳng BPH ai miền lịch phần tai lịch nắng ai miền chia rốt rốt sinh nhá ai chia rốt sinh nhá xong tốt rồi bỏ chừng ngưu xây tiệt chẳng nè chẳng prostate rốt sinh nhá cứ miến ai miến sẽ tự nôm phần tai sẽ tự nôm mẹ nói cho sẽ tự nôm là sao tại chỉ người prostate đấy vì anh miên chỉ người xây tiệt ở nhà chân còn miên chỉ người bảo quan sát có thuộc miên đại trở sai chim cục có ba có thuộc miên chỉ người tự nôm của em để thừa ở bảo quan đó bảo quan sát ở nơi hàng cầm nơi kia chúng ta nhà khác cậu nôm cả trạng khăn pết có thừa ở nhà chữ tiết tự nôm này chân urinary retention acute urinary retention nó cứ chỉ ruột sình nhà chẳng á này BPH admin sẽ tự nôm tần tái sẽ tự nôm mẹ nói cho sẽ tự nôm đang đã bị PA dây anh mình chừng người ấy xanh tiết tràn và tôi một tí ra nhưng cọc bàn tập bầy mấy chân sông bê tí sông mơ sân chung người mình nè pro ở dụ 80 năm miên chung người là chiếm nên chung người xoay bẻ đồ hỏi rõ ngay quạt cùng bông pra nắm A, O, B, C, C, B
clopidogrel, rosuvastatin hay nâng quạt miên bệnh ha prostat. Ta dương ai hai em ở quạt para tom sẽ bị phát bản tê. Ta tham đại quạt cùng bông para rót ngay càng lớn miên tham mùi ná đại miên hoàn khăn đo prostat rồi bỏ quạt rứ có độ trên mùi ná đại. Tam thông mà đá chạy tôn chùm mùi nâng tham sẽ sai chiêm bé đốn dương miên thở miên ca bị cứu nâng vì việc xa bàn trầm trâu ông bì cầm rật dosage cầm rật bọt nắm a à, quạt phở cầm rật ná hói chạy tôn chùm mùi nâng à ca rạ rưu mùi có xung tục nhưng bỏ cái máy thì phiếp thun thung hồ xung tục chẳng dễ bị xe bê là thi phiếp thun thung hồ bọn này dưới nâng a quạt đó cầm rật ná xem nhạc tông xử linh plus đại sao tại tông xử linh plus miên bộ phụ tông xử lô dính đại thưa ao xử biết chiêm này chứng ngữ miên ca thao trông tình tuổi chẳng tam thông là đá nhưng mà toàn hình dạy tha ai phở phải hạ bàn được ở đây bằng tay tớ miên ca bình nịch xử biết chiêm bình nịch xài chiêm bẻ đô rồi mùi gợi ai còn địch dần bằng tay bờ không cả đây này chứng ngữ khác còn miên ca phở phải nằm và cho xử biết chiêm nó về prức về giúp bởi dương trong phá rồi một công cảnh này khác nhưng ai ở đây dương phở bán tụi bây giờ còn mình bẻ đồ ngay cả đó dương phở phụ tâm dương phở nâng nó về giúp còn tái dương ai quạt bởi dạp thì trái nó về để quạt hộp hỏi công toàn an ngược của bê khác ai thưa ở dân biệt chiều mà con mình cả thói chó chẳng quạt ngược quạt vừa mục chẳng bởi dạp thì trái thọp sẽ cái máu trời chuộng mười group bên trầm niên sân hỏi bởi trong phá thời bởi dạp thì trái nông về để quạt phở hỏi cùng ai ngược liền của ai thưa ở dân biệt chiều mà con mình cả thói chó anh đi ok chúng nó cũng bón xong chlai sầm nụ mùi đa đại tạ tôn mà cầm huấn tạ tôn tha tá tôm sầu lin pra ban ở bên này chân tạ tôn cho mình tôm sầu lin cứ pra cầu bay sam sập nhật tí chân lục hồ được lục hồ vận đa quan vận ra quan gì mình chân cứ tha cua tình nhân về được đam bay dân cặp mình thôi xạ phải bắt nắm chân cần tham bóng pro mẹ các bạn xua thá nè chủ ngữ để cần tham ai pra tâm xử lý plus ban ở thế tam thông mà đá có thể đăng thà cần tham nâng có miền chỉ mua hạt ấy để phục vụ vọt đó cả cần tham còn miền ca liệt tham bộ phết ấy còn miền hộp bì dè hộp xe ấy mấy mấy ở thế tam thông mà đá mình miền chỉ còn ăn đi cả xong ấy thế còn tay có tới miền ca bình đất sổ phép ở bàn tiếng tuột đài của dương pra tâm xử lý chỉ mùi nâng tâm xử lý plus nâng pi mục nâng cứ phở bè nâng pi giúp nhưng cái tham phía chớ nâng mình cả bà phô từ lưu một người thlàm mới tới bần tay bật quạt một người thlàm quạt lang khang phê của dương thở mình cả bây giờ này tùm hôm DPA tùm hôm mán pra thân pê na cáo rư cổ bè cạch tam thông mà đá nhưng mà bây giờ mình hỏi ca pra pra thân nắm rồi có ca thực ca về cắt như tất cả chỉ báo cứ ở sợi từ lứa phiệp thun thung ngò này rốt sinh nhà bằng nệ chứng ngư thì chớn nệ chứng ngư đại dương cực tha nệ chứng ngư mình sợi thun thung ngò tế dương thư IPAS score mạnh nắng cứ thì chớn nệ chứng ngư bởi vậy ở chạy tôi cho mọi người ca vì cô chỉ ngư được cả cặp chỉ ba và trăm ngay này chỉ ngư phía trước thì có đặt ai trong thực cảm phải cắt cao hay tê bị từ bồ chẳng giấy bị rốt nhá nhưng giấy em bị gãy lại mình thấy tôi bây giờ quạt rốt sinh nhá mặt chung rồi mới có đó thường thường ngố một quạt mình toàn miên chỉ ca sau từ móng nôm rồi có mình xét tận nôm được mới gãy thế ca prapratnam cứ chia chủng một đợt đồng bồ lại từng cụ pet từng nhẹ chỉ ngư cứ trong màn đôi kia tùng hôm rồi bỏ prostat tam thông mà đá phê khác vì mình là sai lưu tùm hôm rồi prostate đấy nhưng mà chạy mình chẳng ca rít rồi bỏ cao dịch ca prostat cứ vì rít nơi phía trớn cứ nó bọt chung với nhà phơi bùng hôn ông khẳng cao rồi bỏ một pro dân phê khác nhạc khác tài xam sập gram gram đưa vào xài sập gram này rốt sở nhà bỏ quát ai thông ngô chiến nhạc khác đài miên bình prostat học sắp đưa vào chất sập gram đưa vào 80 gram phê khác vì là sai lưu ca rít nơi khẳng nóng nhớ nghe chúng tam thông ná cứ à say lơ rốt sẽ nhá rồi bỏ nhẹ chừng người phiệp thôn thôn ngô chẳng tôi chờ tôi bến thá
ភាគច្រើនយើងចាប់ផ្ដើមពីការប្រើប្រាស់ដោយថ្នាំសិនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជួបរាល់ថ្ងៃបើអ្នកជំងឺមានការវិវត្តទៅជាមានផលវិបាកហើយស្ទះទឹកនោម3 4ដងហើយដាក់សុងនោមហើយគាត់មានអាលៀកផ្លូវបង្ហូរនោមគាត់មានខ្ទុះនៅក្នុងទឹកនោមអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំអាចបណ្ដំបន្សងមួយគ្នាហើយបើរៀងធូរតិចហើយអស់អាការអាលៀកនឹងហើយពេលខ្លះអាចឈានដល់ការកោសអញ្ចឹងទៅទោះបីជាទំហំប៉ុន្មានក៏ដោយឲ្យតែរោគសញ្ញារៀងធ្ងន់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំដំបូងបន្តមកទៀតយើងអាចឈានដល់ការកោសប្រូស្តាតបើរោគសញ្ញាមិនថមថយនៅពេលដែលយើងប្រើថ្នាំចាអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួររបស់លោកគ្រូស៊ីប្រសិទ្ធតារាក៏សួរមកថាតើខ្សែបច្ចុប្បន្នថ្នាំតอมសលីនផ្លាស់បងប្អូនមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងថ្នាំតอมសលីនផ្លាស់បងប្អូនមានខ្សែបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាវល់មុខធីងធងអ្នកជំងឺគាត់បាត់បង់ចំណង់ផ្លូវភេទនិងការបញ្ចេញទឹកកាមរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់អាចមានចេញទឹកដោះខុសប្រក្រតីចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងខ្សែអ្វីអស់នោះនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឈប់បន្តឆ្នាំគឺបាត់ទៅវិញឯងចា៎បើសិនជាក្នុងករណីដែលលោកគ្រូជួបខ្សែអវិជ្ជចា៎អញ្ចឹងមិញខ្ញុំឃើញលោកគ្រូគាត់ជួយបានបកស្រាយតកតងជាមួយអ្នកជំងឺថ្លើមអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងជំងឺថ្លើមគឺតកតងជាមួយជំងឺថ្លើមកម្រិតមធ្យមឡើងទៅគឺខាងក្រុមហ៊ុនអត់រិកមិនឲ្យប្រើតอมសូលីនផ្លាន់ទេចា៎ចាអញ្ចឹងមានសំណួររបស់លោកគ្រូផេងសុខហេងគាត់សួរមកថាតើការហើមប៉ងអេពីដេមីតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់ប្រូស្តាតចាបាទអរគុណនៅសំណួរការហើមឬក៏ការរលាករបស់កពីញពីឌីមរបស់បងស្វះបងមនុស្សប្រុសយើងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រូស្តាតដែរប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើឲ្យការរីកនៅទំហំរបស់កពីញប្រូស្តាតទេភាគច្រើនការរលាកឬការហើមរបស់កពីញពីឌីមនៅលើបងស្វះគឺវាតកតងជាមួយនឹងការរលាកនៅផ្លូវបង្ហូរនោមទាំងអស់អញ្ចឹងការឆ្លងចូលទៅក្នុងការរលាកប្រូស្តាតវាអាចកើតមានប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងការរីករបស់ទំហំរបស់កពីញប្រូស្តាតជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺអត់មានទេបើជាការរលាកតែមួយរយៈពេលនៅពេលដែលយើងដឹងហើយយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំសះទៅវាធូរអាហ្នឹងអូខេអត់អីទេបើសំឡេងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងមានសំណួរមួយទៀតដែរដែលឆាតមកខាងបងអូនតកតងរបៀប BOOAB ហើយនឹង BPA ខុសគ្នាបែបនេះចាOAB ជាមួយនឹង BPA ខុសគ្នារបៀបម៉េចតាមធម្មតា OAB គឺជាជំងឺផ្សេងខុសពី BPH ដោយសារតែបើនិយាយតាមការសិក្សាជាមួយនឹងការព្យាបាលប្រចាំថ្ងៃBPH គឺជាជំងឺមួយដែលខាងមេកានិកតាក់ទងជាមួយនឹងមានឧបសគ្គដែលយើងមើលឃើញដែលយើងដឹងដែលយើងអាចព្យាបាលយើងគិតទៅអាចងាយស្រួលជាង OAB OAB តាក់ទងជាមួយនឹងមូលហេតុវាពិបាកបកស្រាយវាពិបាកបញ្យលហើយនឹងបើនិយាយទៅប្រព័ន្ធព្យាបាលជាងដោយសារតែ OAB វាតកតងជាមួយនឹងការកត្រាក់ OAB គឺ overactive bladder បានន័យថាការកត្រាក់របស់ផ្លោកនោមវាខុសធម្មតាអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្លោកនោមមួយដែលកត្រាក់តាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅបើមានទឹកនោមពេញយើងបានព័ត៌មានទៅយើងបញ្ជាដល់ខួរក្បាលប្រាប់ទៅឲ្យចាប់ផ្ដើមផ្លូវបត់ចង្អុលរបស់យើងវា relax វាបង្ហូរទឹកនោមប៉ុន្តែ OAB គឺអ្នកជំងឺគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រសាទតាក់ទងមួយការកត្រាក់របស់ផ្លោកនោមហ្នឹងគឺវាកត្រាក់ជាប់រហូតអញ្ចឹងការបញ្ចេញទឹកនោមពេលខ្លះអ្នកជំងឺតិចចង់នោមតិចចង់នោមជាការកត្រាក់ទៅអាចចូលដល់អ្នកជំងឺគាត់មានការនោមអត់ចេញតែម្ដងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹង
BPA ជាមួយ OAB គឺខុសគ្នា BPH និយាយ តាម ត្រង់ ទៅ ស្រួល ព្យាបាល ជាង OAB ពួក OAB ការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រសិទ្ធភាពវាចេះតែមានថ្នាំឲ្យប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចឈានដល់ការឆ្លោះការបំប៉ោងផ្លោកនោមដើម្បីបាត់បង់រោគសញ្ញាវាមានរឿង complicate ច្រើនជាងចាអញ្ចឹងបងឃើញលោកគ្រូប៊ុនសុជាគាត់លើកដែរលោកគ្រូបាច់អាចអនុញ្ញាតសួរសំណួរមកខាងប្អូនបានចាបាទអរគុណសម្រាប់កែតដែលបានអរគុណយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនសូត្រហើយជម្រាបសួរលោក speaker បាទខ្ញុំមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង topic នេះតិចតើពេលណាដែលយើង start mono ហើយពេលណាដែលយើង start combo ហើយចំណុចមួយទៀតចង់សួរ based លើ experience លោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាបើយើង start combo តើយើងនឹង continue តទៀតឬក៏យើង switch មក mono វិញបរិស័ទថ្នាំពីរហ្នឹងវាមានmechanism action វាពីរផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើង start combo ក្រោយមកគាត់បាត់រោគសញ្ញាតែយើងគួរតែ switch មក mono វិញឬក៏ keep the same ដែរ treatment ដែរចំណុចមួយទៀតសូមលោកគ្រូជួយទម្លាក់អា score ដែលបាន translate ជាខ្មែររបស់ calmate form ហ្នឹងតែអាច crop calmate ចេញទៅយើងអាចទុកតែ form មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងអាចប្រើបានអរគុណលោកគ្រូអរគុណបាទអរគុណនៅសំណួរនេះល្អតាក់ទងជាមួយនឹងអាងឌីកាសុងតាក់ទងជាមួយម៉ូណូ B ហើយនឹងអាចប្រើ B ហើយត្រឡប់មកប្រើម៉ូណូវិញបានអត់ទេតាមធម្មតានៅតាម guideline តាក់ទងជាមួយនឹងរោគសញ្ញាជាមួយអ្នកទងជាមួយនឹងទំហំផងដែរក្នុងករណីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹង B therapy combination therapy ហ្នឹងគឺភាគច្រើនយើងប្រើនៅក្នុង prostate ដែលមានទំហំពី40 45ឡើងអាហ្នឹង B therapy សំទោសឆ្លើយ B therapy មុនហ្នឹងចឹងមកន័យថាបើអ្នកជំងឺដែលមានកំពេញ prostate ដែលទំហំតូចជាង40 30អីហ្នឹងយើងអាច start ពី mono សិនអញ្ចឹង mono យើងអាចរើសទៅអាចជា tamsulin tamsulosin ឬក៏អាចជាខ្ញុំគិតថាព្រម40ភាគច្រើនគេ recommend ឲ្យប្រើ alpha blocker ហើយអញ្ចឹង monotherapy alpha blocker first choice ហើយទំហំតូចជាង40 gram B therapy ឬក៏ combination ហ្នឹងគឺក្នុង guideline គេឲ្យប្រើពី40ក្រាមឡើងទៅហើយបើក្នុងករណីយើងប្រើ B therapy ហើយប្រហែលជាជំងឺទំហំ50ក្រាម recommendation ឬក៏ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើតាមធម្មតាតាក់ទងជាមួយនឹង goal ក្នុងការព្យាបាលរបស់យើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹង goal របស់យើងគឺទី1បន្ថយរោគសញ្ញាទី2គឺបង្អាក់កម្លោយ prostate ហ្នឹងវា develop ទៅធំទៅធំទៅអញ្ចឹងតាមធម្មតាបើអ្នកជំងឺប្រើ B therapy ហើយពិចារណាអ្នកជំងឺខ្ញុំមិនអត់ឲ្យ back ទៅ mono therapy ទេទៅប្រើ B therapy អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើអ្នកជំងឺមាន prostate ដែលធំហើយប្រើ tamsulin plus ឬមួយក៏ B combination therapy នឹងប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើអ្នកជំងឺខ្លះក្នុងករណីបើក្នុងករណីដូចអ្នកគេមិញសួរមិញតើតើមួយអ្នកជំងឺដែលកោស prostate កោប្រូស្តាតអីអញ្ចឹងព្រោះគាត់កោសហើយស្រាប់គាត់មានរោគសញ្ញាឡើងមកវិញអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ូណូទេរ៉ាពីសិនព្រោះគាត់គ្រាប់កោសហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបន្ថយរោគសញ្ញាជាងការគ្រាន់តែជាការរលាកឬមួយក៏យើងឲ្យម៉ូណូទេរ៉ាពី alpha blocker ទៅគាត់ធូរអាហ្នឹងគាត់អាច stay on alpha blocker មករយៈទៅគាត់អាចប្រឈប់ឬមួយក៏មិនឯបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើអ្នកជំងឺដែលមានប្រូស្តាតរាងធំ B therapy ហើយខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកជំងឺ back ទៅ mono therapy វិញហើយហ្នឹងហើយចាំមើលខ្ញុំ share IPSS score នឹងចូលក្នុង group ចាអញ្ចឹងនៅមានសំណួរបន្ថែមទៀតលោកគ្រូពីលោកគ្រូកុកចាន់ឡែងគាត់សួរបានមកសួរតកតងជាមួយនឹង BPH ហើយនឹង prostate cancer តើអាចប្រើ tamsulin បានដែរអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងថ្នាំរបស់បងអូនគឺអត់អាចព្យាបាលទៅលើដុំ cancer ទេអញ្ចឹងការបែងចែករវាង BPH ហើយនឹង cancer គឺខុសគ្នាព្រោះ BPH មិនមែនជា cancer ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងតម្លៃរបស់តាមសលេន plus អញ្ចឹងតាមសលេន plus បងប្អូនមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់នឹងមាន20គ្រាប់អញ្ចឹងតម្លៃវាគឺ12.46ដុល្លារក្នុងមួយគ្រាប់អញ្ចឹងតទៅមួយ scheme discount ឯងពួកខ្ញុំនឹងមានជូនជូនទៅលោកគ្រូទៀតចឹងដែរបងចា៎ចា៎
chẳng hỏi lúc khu nó mới xâm lưu tiết ta ở với chị indication prostate artery embolism for BPH chẳng Bạn bị doctor chia chẳng đi. Ok. Sau đây bọn đã tôn chỉ mùi nâng prostatic artery embolization tâm thông mà đã xem indication với những cơ tha đã tôn chỉ mùi nâng rốt sở nhà bọn này chỉ đôi kia tần tay xem nhập này chỉ ngữ đai quạt mình chọn phở thứ năm rồi có quạt mình chọn chuyên đo cả thử cả về cạnh chẳng tâm vật tư prostatic artery embolization cứ chỉ cả chỗ từ bật nơi à sai chiêm tình trầm prostate nó là mấy cái mọi bên đi được gọt thông và to tiết hay nâng miền đồ sở nhà và to tiết thằng bữa tới anh ấy cứ chỉ indication môi để dùng trong bàn hay có phân kẹt lượng bóng này vừa nhầm đang thở bóng và cái khang chạy tôn cho môi nâng ông lý giật trong chẳng á nâng này chẳng cả trả lời bao nhóm cứ nhẹ chỉ ngư để miền đồ sở nhà để quật mình trong phở phẹt năm hay đừng nghe chữ để đặt con là hỗ trợ thả thực ca về cắt nâng tay quạt ở trong thực ca về cắt tay mình mềm thả đo thân quạt miên chữ complication hay quạt ở thực ca về cắt để chẳng như vậy là quạt ở trong thực ca về cắt tay ruột nhà mũi đã quạt đồng khang khang mình tên nâng này chàng chẳng ở nó mình sử dụng bao lực khổ sơn ly lực khổ bắt số tha ta được việc tiếp được việc free PSA hay nâng to ta PSA bạn mình đã và ở con nơi sử dụng tiện tương chỉ mùi nâng PSA chỉ mùi nâng total PSA tam thông mà đá ở xâm thuộc free PSA chỉ mùi nâng total PSA tam thông mà đá PSA nhưng xong nhầm lớp tiện tương chỉ mùi nâng này cứ chỉ marker mũi đại dương base dương vô chỉ cô mũi để tiện tương chỉ mùi nâng bởi dương sang sai thân này chỉ này chỉ mà hà đi của bệnh prostate dương trâu sự ca bom chiếm nâng miền ca bình định bình tái mệnh tha oi tập PSA nâng miền ca càng lá quạt nâng chia trường hợp hà đi của bệnh prostate của PSA miền thằng free miền miền thằng total lắng ban này tha chạy tôn cho mùi nâng ca bom chiếm cầm hạp rồi bỏ PSA đại vì free vì miền ca không lại bị total tại sao value bảo viết ai hiện tiếp chiến là total PSA dân tâm thông mà đá dân thở miền tiếng pi là mấy tiếp tiếp tha lớn PSA total mùi free nâng cứ vì đó cầm đặt nè hay nhầm xong một chết đẹp tôn cho mùi nâng PSA nâng dân mẹ dependent tha out the PSA nâng mình cài càng lớn riêng tiết đó đưa nhầm một chết chăng PSA mình mẹ chỉ mà rồi phía rồi thay ở tập PSA nó mình càng càng lớn cứ quan miên chỉ cần bệnh xâm tố ở ca mà đi cái bệnh prostate để chẳng ca phần nứt từ lên này chỉ ngứ có dương tới xua tha PSA này chỉ ngứ đứng quạt bàn tâm tại ruộng phết hói quạt tâm tại chỉ con rồi có chim to quạt thì này chỉ con chim to là cho chất chỉ con chim to nâng rồi có quạt tẹt to như mùi nâng ca phần nứt sau có phết miên khủng phết khác quạt lục bàn hai nâng có ai phơi ấy PSA nó mình càng càng lang này hay P là còn cầm bông tờ liệu của bệnh prostate nó có PSA nó mình càng càng lang này chẳng value được bỏ PSA total mùi free nó cứ thơ miên và đồng và so mùi kia làm mấy dưỡng vô màu cao kỳ lệ thá tha ta dương sáng say à này những người nâng chia chữ của bệnh prostate thì thống với mùi có A chia chữ mà hà rịch phần tay và thơ miên chia ca phần nịch tôi nhầm bàn dễ dẫn lúc bàn này chẳng hứng thì cho những recommend này những người quạt bom chiêm sẵn mà những ai lục bà tới của mọi miền ca mà bánh chạy kia hay miền ca mười cô miền ca phần đất chiêm ấy bắt đầu tập thiệt vậy người xua chẳng chàng chắc ngờ nó lên sầm đồ bắt đầu học tiết chà để xa topic được phụ là chàng chàng chắc ngờ sầm đồ bắt đầu học tiết bao lục hồ đồ sập hèn các số tha ta nè chữ bắc quát quát ban thơ TURP hai bên tay con ở tay của bạn nôm ta thật thơ mình nó bị ấy đây chàng TURP chàng bạn ở con sầm đồ để bạn thuê cà cao của bên cà cao của bên phố xã đi thông hai tam thông mà đá
dương thử đắng ông pi ruột sinh nhà bên này chỉ ngứ dương thử tuy nhiên bạn dễ dẫn miền IPS có phần tái của dương thử bạn trai thá ca bình luận bao dương chạy tôn chỉ mùi năng complication là bạn cao miến từ lâu này chỉ ngứ ruột háo nó về để con miến chỉ ngứ gặp bình thường sản đi thông năng chẳng về khoa dương chuột dương chia nè cụp chia ba lắng ai chụp đáy tại tôi mới được ca cao prostate hơi dẹp này chứ nơi từ miền ca của bạn bọn chúng tôi chẳng biết khác ai dương cao ai cao vì hiện ở đó rồi mỗi con này chứ đứng nơi hai ông của bên prostate khỏi cao chẳng những thời ca rồi dẹp bên mũi đại này khác với ai đó bây giờ tới từ mặt hai dương ca vào Việt Nam và to chẳng tới là mời quạt chọc đám thu được nhà tỉnh non tỉnh mà nó JP phao lì bạc đại miên môn ca cao tiệt tam thông nai dương thở mơ được nhưng mà bị chạy chân thì mơ thanh này chỉ ngứ phát con miên ca rồi điện phòng nốm rồi có miên ca hà ấm rồi có cùng ra hoặc phòng nốm nó ăn ca xa bầy chân nhạc khác ai miên chia OAB rồi môi có miên chia DBTQ cái hai clone là bọc phòng nốm nâng sáp chân về khác tụi bây chỉ dương đọc ổ bạc prostate nâng trên cả đời ca cao cả đời còn này chỉ ngứ nơi tại miên rộp sẽ nhá đại tại sao vì miên sạp hay hỏi bột sạp cho mùi nâng prostate nâng hào vậy chẳng phải khóa ai miên chẳng chẳng phải khóa môn nâng ca cao của bệnh prostate dương trâu miên ca bẩn nật à lớn này dương ứ còn miên chia xây xê nhỏ tê chạy tôn cho mùi nâng phò bị bạ đại miên sạp nâng đọa tật nôm nâng nông thầm hoàng nôm lọng nôm nâng lăng krak lăng pê miên à đi bia tư kì lê nhôm dây nâng rồi mùi còn này dương ứ nâng còn miên AOAB nâng bột sạp cho mùi nâng BPA nâng sạp hỏng chẳng về khóa dân cao hái dân ai coi này chỉ ngứ phở tháng năm mà dạ tiết đôi nhóm bàn dễ ngạc khác ai đo mặt khác bằng có chấp đang thù chẳng mình ta ca vừa dối hay ngồi này chỉ ngứ ọc buồn tịch mà chắc bố nó mình sầm nụ của tọa nó không chán có tệ tôn thà nhà chữ bằng cốt ở ca chân năm bị bằng một phẩy bấy cứ quạt ba quạt ba chỉ ba hai tầm hôm pro star quạt quạt nó không chân năm bị bằng một phẩy bấy môi chỉ ba làm hai bộ tọa nó bị lang thuê quân pi tập bảy đo nó chân năm bị bằng một phẩy bốn ta quạt quạt ai thà chữ bằng quạt anh chỉ chữ mười hai đi rư dạng mệnh đá nó cùng chèn Chúng trong vợ sừng kia lúa này chèn lục hồ chân đàn xong rồi thì đã tốn nâng thô thó PSA bởi dưỡng mưa tớ thật nâng nông normal range mùi chạch prám nông trang bị bòm phải bày tái bị bòm phải bối vì là tớ chia bị chạch mà bị chạch bị đồ mà bị đồ mà bày bị đồ mà bày mệt quân nồng phí lãng phí đó mà này theo bảy ok ô xong tổ dương ai sau này than tha ai mình bị chôn mình chỉ mình có sát ở thế tam thông mà đá xong tổ lại từ mưa so với đạnh đạnh chạy tôi mới PSA total PSA để còn bàn giấy nắng còn một đất PSA nhưng xong bị chạy tha và dù bảo vía cứ khổ buồn mẹ nụ prop bên vậy vì có chán lắm chẳng tam thông mà đá ca lao rồi bỏ PSA đại miên hiện cùng hộp môi chuột pin chẳng quân đồng pin chẳng ai tới bình lịch bàn tiền toát được nhưng bàn về chẳng bay khai một khai mà đón khổ bốn nơi tại mình toàn phơi y tế bình thái tới miên ca bình lịch được nhưng bàn theo mình nhân recommendation bay khai một khai thì mỗi 10 cấu mỗi tuần hôm một bọc của bệnh prostate thì pi bôm PSA mưa to thì bay chạy cho một cái lục bàn sầm khán mệnh tên dương ọt ọt chào đấy tại tôi mới được ca phần nịch nhẹ chừng ngữ dương thử lục tha prostate nắng dương song say tha chỉ say được ọt vì răng được tuấn dương song say tha miền đông miền ấy đại tại tôi một chừng ngữ mà hai đi ọt tề trong bốn nơi tại normal value thì phần tái bằng miền ca lột thì mùi chạch pram thợ bấy của tại ca tam đàn này ai có thử xua quá đai tha P để quạt môn bồn PSA nắng ta còn miền bạn đừng nhầm chỉ miệng mình chẳng chúng ta có chim mà tô chỉ con chỉ nhẹ đây chỉ con ai du thuật hạt pran chỉ con có tâm ta đừng nhầm dễ những việc hao rồi mới có miền bắc bò từ từ hàng khổ mình ở tây rồi anh chẳng có PSA nên ca cả là chúng ta còn biên chế độ sinh nhan thì ca liệt prostate nên có PSA nên ca cả là này chẳng bà khơi nhìn họ quân đồng phí recommendation bởi nhóm về khác ai control PSA một lần tiết không dạ phê hai chỉ pi tất tập bề tất khối hoặc bồn năng từ và miền láng
ai thử chụp về chụp ní lục ba thử anh chẳng tới ba không cả lấy 10 cô tới khơi nhìn đông rồi gọi ở mình thò mà đá a chiên đo cả mưa thì muối cái cô tam cả xa cụ cô tam cả xa cụ ba mình chỗ ba rồi gọi sang sai ra miền đông mấy tiết a chiên đo cả thơ y ẩm làm bây giờ tham miền đông mấy ọt thế hỏi a chấp sạch nên người từ mưa bờ miền chẳng mà chơi mà bính cả lột cùng hộp đó bay nắng cua tại miền cả tam đan ở hiện chuộng tích a control mơ pi tự tự bề tự cào bởi vì còn bồn khuyên bay nắng hói hai nơi tập to tam đan tờ bởi vì cào buồn thế nắng đừng nhầm chỉ niệm chẳng bởi vì lục bàn tờ miền khinh song sai ấy nắng còn nơi tập tam đan này Chà, chẳng mà con xong xong đùa trong cái để tôi cho mùi nâng ta BPA hay nâng ở ED ai pra cho mùi nâng năm xây bay một đôi kia alpha blocker và phụ ở file AOI nâng phụ ẩm giả cả bản ADT tăng ẩm sản được phố chàng chẳng xong đùa nâng con xong chỉ xong đùa trong cái chà để xa cầm thế dân chất bàn mình chọc hơi chàng xong đùa for BPA and ED together can choose chàng use three stuff together like alpha blocker, file, AOI, nâng dạng ràng. Bạn ở con nơi dùm núa for BPH and ED rectal dysfunction together can be used redirect together based on experience like alpha blocker Viagra okay. Tam thông mà đá ca phở phẹt nam đại vì miền châu tiên đó được bày dạ tôi mùi Viagra bộ chlao món ca phở phẹt nam bày châu kia cứ ban còn tay còn là tha nhưng nơi tình dây tha cua tại miền ca phần nịch thì phía xa thì mùi cục về đại bàn trăm tơ tha hạt ấy còn thử phở phẹt nam ED Chalice đi mùi có Viagra năng ta quạt sao men rồi môi có còn ấy mình chẳng á mình chẳng đi nhung bàn thì chẳng chẳng được nắm ở đã chỗ kia bàn phần tay quả tha có thời mình ca tam đàn này của nắm sợ ta hiện khăn đáy bay một chỗ kia hai sai phải sai phải có bỏ sự nghiệp tháng năm để tạo tôn cho mùi prostate sai phải để dưỡng chào bảo đảm chính kế cứ ai tạo tôn cho mùi năng retrograde ejaculation chẳng đi nhung bàn thì chẳng chẳng nhưng ai thử miền ca tam đan hay nâng đăng pi của mặt đất nâng indication này bằng cho ba loa nông ca phở diagram mùi xa lý này chẳng chẳng để sao tại Beverly bao nhiêu mình cầm đặt bán cho nên khi ông đầm nàng ai cũng không ghét pharma nên khi ông xong thưa ca làm nó con đa lục ru nẹp ru lục phát cha nó không cầm thi online nên ngày đấy đấy xong chung po đa lục ru nẹp ru mình sắp kịp đó chẳng chẳng chụp chơi cầu bị kia được cái chuyện chẳng kẹt tôi nên sầm nú hay nâng kẹt tôi nâng người Mary lục ru ai có nâng nhà chu được phủ tam cái cầu chẳng chàng chân ơi xong chỉ trong chấp ao được của mình xa ta mình là bởi bỏ sai bình hai tức nông mà tệ chun tờ nhẹ cho luôn nữa và là chỉ trong một chấp xong ở con đò vậy tới những cái tham hai chi lục cưu này cưu chan sẽ tôi chỉ mùi năng ca xua cứ dùng đùa lõ lõ chan mình tên hay có xong mà phải tốt bởi miền ca lơ qua chân lọ này ca chlao ấy để sao dùng đùa chan hay ở con thì mẹ không hôn gật pha ma để bàn đò kể từ vô đò trong ba tham ca thu bọt bằng hàng play tại sao ta BPH bởi nhóm thuộc đến con sơ với nhóm đến bay màu ấy trong ca bởi dụ và bên chân thì ca chạy chùm lệ nơi bọt vì sao nơi chùm lệ đăng tại cua thể dụ đăng hơi nhóm kịch tha của món tẹt comment vào nhóm chat tôn chùm mùi nâng tom dù linh phla tại sao tại tam bọt vì sao nhóm flop tạo nên những người vật thật nam pi một chỗ kia về chân ca phở phẹt năm tại mùi mốc còn tại miền mùi crop xung tố miền pi một chỗ kia bài bní mà là dạ lại còn ban prao đấy nhưng miền này chỉ người nhóm phở phẹt ban happy bị khai hỏi những người ban hỏi
để thà comment máu tha cứ sự tập tiếp cứ lo hay còn mình mạch lệp nam pi khổ ấy không mà ngày chẳng á mình chẳng nhôm cách tha cả combination therapy cứ lo hay ngày nằm bay và thôi rồi nha hay nên bằng ạ nơi cả đi được bỏ của mình pro start bọn này như này đi nhôm dễ dàng chỉ trong chóp nơi tài này nó ao chia phù dương này miền là dụ hà sập năm la miền ca bệnh sốc cấp thiết bởi miền ca bảo bạn chúng tôi hay dùng bệnh nhập bị nứt làm bay từ tua vô cáp chữa ba môi đài toàn pel thì tới toàn pel vừa lời ní cả bảo đảm khuyên tham miền chừng gừ đài trường châu máu cứ qua phía trên qua đặt bàn từ tua vô cáp chữa ba toàn pel thì ở bên chân miền ca hiện dư từ chỉ phải bị bạn tới cáp chữa ba bao cục vết có hiện của bạn này chẳng phải rồi chắc là đài bảo tục dục vết còn đường xuyên đó cả cao được có cả việc cắt vì chẳng ca phẫu thuật nám cái khác chỉ option mùi hãy đây dùng gì chẳng này là ra ta kháng việt chơi nhiều màu ở đây bên trái nhưng khơi tha chừng người có bệnh thuốc sao đi thống cứ cả lang từ lâu nó pro hơi chả chồng nè chẳng bởi nông cạn này quạt miên à dụ chặt chiêng hao miên chừng người bẹt đô miên chừng người ấy đẹp lệp nam đi hai đây khác cứ của bạn nè không ca chia ba để ra việc cắt luôn chẳng xôm sản phẩm trong cái thôi u lục ông lục tá chơi màu vận đất chia ba lại bàn toàn về lia của mọi người dịp tề bạn xong một quân. Cho nên khi ông xong bật cầm thi nữ về đến đá xong một con chàng.